bạn sử dụng mẫu xe Honda Việt Nam, các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 50.000 cây, chỉ có tại Hết Kim Điệp dành cho xe Honda Việt Nam. Địa chỉ cửa hàng mình nằm ở đâu anh? Dạ, hiện tại địa chỉ của mình là 19 Nguyễn Văn Tiền, khu phố Phước Trung 2, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. À rồi anh cho số cái điện thoại cửa hàng cho để cho khán giả dễ liên hệ anh. Hiện tại nếu mà khán giả muốn liên hệ mua xe, tham khảo xe có thể liên hệ qua số điện thoại 02973663939 để có nhân viên tư vấn cho mình về các mẫu xe Honda mới nhất hiện nay. Rồi, bây giờ mình đi giới thiệu chi tiết từng mẫu xe mà cửa hàng mình có cho khán giả coi nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn khán giả được biết cái dòng xe số của Honda Việt Nam mới nhất hiện nay. Rồi. Gồm có Venfa, Blast, G-Tiết và Puncher. Rồi. Các dòng xe số hiện tại là nhắc tiết kiệm xăng. Như dòng Puncher, các bạn có thể để ý thông số kỹ thuật của nó có thể tiết kiệm xăng đến 1,54 lít trên 100 km. Ồ, tiết kiệm quá ha. Chạy 100 cây mà có 1 lít rưỡi. Có sử dụng đèn LED có thể hỗ trợ chiếu sáng và có khả năng quan sát xa gần với diện tích rộng và tuổi thọ của đèn LED này rất là cao. Mà cái loại đèn này là nghe nói là tiết kiệm bình đúng không anh? Dạ đúng rồi, đèn hiện tại là đang rất tiết kiệm bình. Mà xài bền nữa. Rồi còn cái chiếc sẵn chiếc phu trời này có tính năng gì nổi trội đúng không anh? Cũng như là cái dòng xe này là thường là xài rất là bền đúng không? Dạ, hiện tại thì dòng phu trời ngoài tiết kiệm xăng ra thì những cái tiện ích của nó như là ổ khóa của nó có thể là tiện ích của nó là 4 trong 1, vừa tắt mở và khóa cổ và mở yên, mình không cần phải rút chìa khóa ra. Đây là những tiện ích của phun trần, nó tích mình hợp chỉ cần là tích hợp nhấn vào đây thì xe tự động mở lên. À, quá tiện ha, cốp xe cũng rộng ha. Cốp xe rộng và có thể là cốp xe của nó mình có thể là đựng được 2 mũ bảo hiểm nửa đầu và có thể đựng được những vật dụng cá nhân khi cần thiết. Trời này còn gì nổi bật nữa không anh? Hiện tại thì phun trần mình sẽ nhìn trên mặt đồng hồ của nó sẽ mô phỏng như chiếc xe hơi cao cấp. Hiển thị rõ những thông số của nó giống như là mức tiêu hao nhiên liệu km ha, và đề mét của nó, và hiển thị rõ các cấp số trên mặt đồng hồ để giúp ta dễ dàng quan sát rõ ràng hơn. Ủa, cái chiếc phun trời này hiện tại cửa hàng mình bán giá khoảng nhiêu anh? Nếu mà phun trời này hiện tại thì nó có 2 dòng bánh vành ăn qua phanh đĩa và vành đúc phanh đĩa, giá tầm khoảng 3x. 3x ha. Đã bao gồm phí VAT. Rồi giờ mình qua giới thiệu cho khán giả coi cái chiếc G-Tiết này anh. Rồi được nha, trước qua đây chúng ta sẽ tham khảo G-Tiết. G-Tiết này nó có những gì điểm nào nổi bật anh? G-Tiết là dòng xe nó thiết kế là nhỏ gọn ha. Nhỏ gọn và nhẹ cho những người dễ dàng di chuyển trên đường hơn. Đây dòng G-Tiết nó cũng tiết kiệm xăng với 100 cây số chỉ tiết kiệm là 1 lít 70. Và dòng G-Tiết đặc trưng của nó là có ba loại là phanh vành ăn qua phanh cơ, vành ăn qua phanh đĩa và vành đúc phanh đĩa. Ba loại à. Rồi giá cả nó sao anh? Ba loại này giá cả nó chênh lệch nhau nhiều không anh? Giá cả chỉ chênh lệch khoảng tầm 1 đến 2 triệu, mà dòng G-Tiết này với giá chỉ tầm 2x. 2x ha. Đã bao gồm phí VAT. Vậy cũng đẹp ha anh ơi. Rồi qua tiếp Blast luôn anh ơi. Và đây dòng xe Blast thiết kế nhỏ gọn, đặc trưng mới của Honda. Đây, những dòng tem mới thể thao và hiện đại. Dòng xe Blast cũng rất là tiết kiệm xăng, chỉ 1,85 lít trên 100 cây số.
Mẫu này có động cơ của mã lắc 110. 110 ha. Động cơ mạnh mẽ. Và cái loại Black này cũng có cam không hay là mâm không anh? Hiện tại dòng Black thì có vẫn có 3 dòng, đó là vành năng qua phanh cơ, vành năng qua phanh đĩa và vành đúc phanh đĩa. Giá nó cũng chênh lệch như chiếc gửi tới hồi nãy nè. Cũng dao động giá cũng. Black thì dao động từ 1x đến 2x. À 1x đến 2x. Giá cũng hợp lý cho người tiêu dùng. Phù hợp với các người tiêu dùng cái giá xe bình dân. Rồi mình qua giới thiệu cái mẫu Wenfa này đi anh. Dòng Wenfa 2021 này có thiết kế trẻ trung và cá tính, hai giai đoạn tem mới. Đây anh có thể quan sát những tem mới. Có thiết kế những đường nét ấn tượng ha, chạy dọc theo thân xe. Giá nó là sao anh? Giá nó dao động có nhiêu? Wenfa chỉ dao động từ 1x đã bao gồm thuế VAT. Wenfa thì khách hàng rất được nhiều khách hàng lựa chọn ưa chuộng với tính năng là tiết kiệm xăng và nhỏ gọn. Cái mẫu Wenfa này là nó có mấy màu anh? Wenfa thì hiện tại gồm có 5 màu. 5 màu à? Trắng đen bạc, đỏ đen bạc, xanh đen bạc và xanh đen và đen bạc. Rồi, giữa các màu sắc nó có giá cả nó khác nhau hay là đồng giá? Giữa các màu sắc hiện tại là đồng giá hết. Nhưng hiện tại dòng Wenfa đã có chương trình khuyến mãi của Honda là tặng được hai mũ bảo hiểm Honda. Hai mũ bảo hiểm. Nếu mà khách hàng có thể là không chọn hai mũ bảo hiểm Honda sẽ thể là lựa chọn chương trình trả góp không lãi suất dành cho riêng Wenfa. Rồi những chiếc xe này, những xe số còn lại ba loại này có chương trình khuyến mãi nào nữa không anh? Dạ, hiện tại thì có chương trình khuyến mãi dành cho công ty của đó là chương trình khuyến mãi 1 giây nhớt, gói bảo hành xe gia hạn 2 năm, 2 chiếc mũ bảo hiểm, 1 áo mưa, 1 gói bảo hiểm xe 1 năm và 2 chiếc móc khóa. Rồi. Các dòng tay ga mà hết mình có nha. Đây hiện tại cái dòng tay ga là của Alex, 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 Alex. Và dòng kỹ thuật 2021, như thế có đây tham khảo dòng kỹ thuật 2021. Rồi. Đây các bạn có thấy đây là kỹ thuật 2021, với thiết kế hoàn toàn mới. Trọng lượng của Vision này chỉ 96kg, dành cho thường thường dành cho các bạn nữ khi sử dụng dòng xe tay ga. Rồi còn điểm nào nổi bật nữa không anh? Điểm nổi bật của Vision là trên mặt đồng hồ LCD hiển thị rõ các thông số của nó như quãng đường nha. Và đây là đồng hồ LCD sẽ hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường mình đi được. Mức tiêu hao nhiên liệu là báo bằng điện tử luôn không? Không phải là báo bằng cơ phải không anh? Đây, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ báo bằng trên đồng hồ điện tử LCD. Quá tiện hết nè. Rồi là điểm đặc biệt của Vision 2021 là sử dụng ổ khóa thông minh smart key. Là đây, như thế nào anh giới thiệu cho khán giả biết luôn. Ổ khóa thông minh smart key này sẽ kết hợp với chìa khóa bằng remote. Sẽ có hai tính năng: tắt mở và định vị xe. Quá tốt ha. Ngoài ra như chiếc Vision này hình như là có mà cái nguồn sạc 12V đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đây là Vision khi vào mình muốn sạc. Đây, nguồn sạc 12V trong cốp xe. Đây để hỗ trợ chúng ta sạc điện thoại khi cần thiết. Quá tiện ha. Cái Vision này thường thường cái bình xăng nó là dung tích đổ được bao nhiêu lít anh? Bình xăng của Vision thì dung tích lớn, nó sẽ đổ được 5,2 lít. Quá tiện. Đây quay sơ lược cho mọi người coi nha. Màu này là mấy chị đây là Vision phiên bản sơn nghệ thuật. Với màu mới nhất. Còn mọi người muốn biết chi tiết thì liên hệ hết nha, mình quay sơ lược vậy thôi. Rồi qua mẫu tiếp theo nha. Hai lát như có hai loại phải không? Hai phiên bản, 125 và 150. Đây là phiên bản 125. Phiên bản đặc biệt đen mờ. Với điểm nổi bật là những dòng logo màu vàng dạ quang. Cái Alex mà 125 nó có mấy màu anh? Alex 125 hiện tại phiên bản đặc biệt
là có màu đen, còn phiên bản và phiên bản đặc biệt là gồm có màu đen, và phiên bản tiêu chuẩn thì nó gồm có 4 màu: trắng đen, xám đen, xanh đen và đỏ đen. Đây là phiên bản 150. Phiên bản 150 với điểm nổi bật đó là mặt đồng hồ ECG và ổ khóa tích hợp smart key, có cả 3 tính năng tắt mở, định vị xe và cả tính năng chống trộm được thiết kế đặc biệt. Dòng Alex 150 này có điểm đặc biệt đó là phanh ABS, đây là phanh cảm biến. Phanh ABS có thể giúp các bạn dễ dàng hơn khi mà đi trên những đường trơn trượt hoặc là mình sẽ gặp những trường hợp thắng gấp. Cái mẫu Alex này nó có mẫu thắng CBS không? Không. CBS là gồm cho những dòng xe 125, phiên bản 125. Tới 150 là không có ha. 150 là tất cả đều là ABS. Rồi đây là hai mẫu Alex này đang có chương trình là khuyến mãi của Honda, là khi chúng ta mua xe sẽ được tặng một đồng hồ Casio lên đến 3 triệu. Có dữ. Có kèm theo nón bảo hiểm gì không anh, hay là chỉ có cái đồng hồ thôi? Sẽ kèm theo được mũ bảo hiểm cả đầu khi khách hàng mua xe Alex. Cũng quá trời chương trình khuyến mãi ha. Rồi bây giờ mình qua cái mẫu XMO này đi anh, sẵn cái bên này quay nó luôn. Cái XMO thì thiết kế hoàn toàn mới, các bạn có thể xem đây điểm đó, bật cho nó. Đây là nhãn năng lượng của nó, khi dung tích của nó sẽ là 2,16 trên 1 km trên 100 km. Ngoài ra nó còn điểm nào nổi bật không anh? Đây là một cái bạn nhìn về mặt trước là nó sẽ có thiết kế đèn led tự động bật sáng khi chúng ta đi trên đường. Tại vị trí này là cũng đèn hay là chỉ là kiểu thôi? Đây dưới này là đèn định vị xe. Thiết kế đấy sang quá ha. Dòng XMO này cũng đặc biệt là có phanh ABS, phanh cảm biến là chống bó cứng đó ha. Chống bó cứng phanh dành cho các phiên bản cá tính ABS, phiên bản thời trang ABS và phiên bản thời trang CBS. Chúng ta có 3 phiên bản. Đối với XMO này nó có mấy màu anh? XMO hiện tại nếu ở XMO phiên bản cá tính thì nó gồm sẽ có 2 màu: đỏ đen, bạc đen. Còn phiên bản thời trang ABS thì nó sẽ gồm có 5 màu: đỏ đen, trắng nâu, xanh đen, bạc đen và vàng nâu. Phiên bản thời trang CBS sẽ gồm có 3 màu: đỏ đen, xanh đen, vàng đen. Rồi giá cả nó sao anh? Giá cả ở XMO sẽ tầm từ 7x. 7x đã bao gồm thuế VAT. Hồi nãy cái chiếc AB này, Alex này mình chưa quên báo giá đó, bây giờ mình nói sơ luôn. Cái 150 này là giá nó khoảng nhiêu anh? Nếu mà 150 thì giá khoảng tầm từ 4 đến 5 x dao động theo thị trường. Và giá 125 thì khoảng tầm 3x đến 4x. 3x 4x hả? Quê đây ha. Cái chiếc SH này sao anh? Đây là SH dòng mới nhất 150. 150 ha. Dạ, mình có thể tham khảo. Đây là dòng xe với thiết kế lịch lãm. Đây, các bạn có thể nhìn cụm đèn trước. Anh sẽ giới thiệu về các đèn cho khán giả biết anh. Đèn trước có hệ thống đèn chia làm 5 phần. Đèn LED. Cái đó đèn cốt, rồi cái mà hai cái trên là đèn nhan phải không? Đây là đèn nhan. Hai bên đèn nhan ha. Cái mẫu cái mẫu 150 này nó có mấy màu anh? Hiện tại mẫu 150 này hiện tại thì nó có 3 màu. 3 màu hả? Đen, trắng và xám đen. Và đỏ. 4 màu. 4 màu ha. Giá cả nó sao anh? Hiện tại thì giá nó sẽ 150 ABS, nó sẽ dao động từ 110. Dao động từ 110 ha. 110. Nhưng mà dao động không nhiều ha. Tùy theo thị trường. Về cái loại xe này là nó tiêu hao nhiên liệu khoảng nhiêu anh? Nếu mà dòng xe 150 này sẽ tiêu hao nhiên liệu là 100 km với là 2,24 lít
trên 100 cây. Ngoài ra SH150 này còn có điểm nào nổi trội không anh? Điểm nổi bật của SH150 á là chúng ta có thể kết nối Bluetooth qua điện thoại thông minh khi mà dễ dàng quan sát những cuộc gọi đến khi mà chúng ta đang chạy xe. Là nó hiển thị trên cái màn hình của chiếc xe luôn anh? Hiện đây là hiển thị trên màn hình của chiếc xe. Và chúng ta sẽ kết nối qua điện thoại thông minh. Được qua ứng dụng My Honda. Vậy là có nghĩa là mình khi mình kết nối Bluetooth là mình có thể nhìn trên cái màn hình điện thoại của mình, hoặc là mình nhìn trên cái màn hình của chiếc xe. Khi mình đi trên đường á, mình sẽ thể nhìn trên màn hình của xe sẽ báo những cuộc gọi đến khi mà chúng ta không cầm máy. Rồi, quá trời ha. Bây giờ mình qua bên dòng xe côn tay của Hết mình nghe anh. Hiện tại thì dòng xe côn tay của Hết là đang xuất dòng xe Winis. Đây các bạn có thể tham khảo dòng xe Winis 150 phân khối. Dòng xe Winis thì hiện tại đây là phiên bản ABS. Bản ABS chống bó cứng phanh. Ủa cái xe côn tay cái đĩa thắng trước nó nằm khác bên với dòng xe tay ga ha. Ngộ ha. Dòng xe côn tay nếu mà Winis á thì phanh ABS nó chỉ áp dụng cho bánh trước. Nhưng mà nó sẽ nằm bên tay phải của chiếc nó xe. Nằm bên tay phải của xe. Còn khi dòng xe tay ga nó sẽ nằm bên tay trái. Bên tay trái. Tại vì nó nằm bên tay phải bị bên này là còn côn, sử dụng côn ha. Đây những dòng tem xe mới thể thao. Ngoài cái mẫu tem này còn mẫu nào nữa anh, hay là màu nào không Winis anh? Winis hiện tại Hết mình có mấy màu anh? Winis thì hiện tại nó đây các bạn có thể tham khảo. Đây là Winis. Hiện tại thì nó gồm có phiên bản thể thao, phiên bản đường đua đen mờ, phiên bản camo và phiên bản thể thao phanh thường không ABS. Đây là thông số kỹ thuật ở dưới này. Ủa anh, cái máy nó bự quá vậy, dung tích xi lanh nó khoảng nhiêu anh? Hiện tại dung tích xi lanh của Winis là 149,1 cm khối. Và công suất tối đa của nó là 11,5 kW trên 9.000 vòng một phút. Dòng quận cái dòng Winis này á, là cái nước giải nhiệt này là mình bao lâu mình thay hay là mình chỉ châm vô thôi? Cái này dòng cái chúng ta sẽ đem ra cửa hàng kiểm tra ha. À, cho Hết kiểm tra ha. Kiểm tra nếu mà thiếu thì sẽ châm vô. Chứ mình chúng ta không cần phải thay. Giá Winis hiện tại Hết mình bán là dao động khoảng nhiêu anh? Hiện tại thì giá Winis đang có chương trình khuyến mại giảm giá. Đây các bạn có thể thấy trên đây. Chỉ tầm 30.900.000. Giá đã chưa bao gồm thế chiếc bạ xe. Chưa ha. Hiện tại thì Winis đang có chương trình giảm giá và tặng cả mũ bảo hiểm cả đầu. Ngoài ra chúng ta sẽ có chương trình là đăng ký tham gia câu lạc bộ Winner với quay số win ngay những phần quà trên đây. Winner trúng Winner luôn hả anh? Các bạn có thể trúng xe Winner, iPhone, Apple Watch hoặc là những áo thun của Honda và bình nước. Ngoài ra các dòng xe của Honda Việt Nam thì cửa hàng có thêm những cái phụ kiện kèm theo khi mà khách hàng muốn trang trí lên xe. Đây các bạn có thể quan sát như ốp két nước của Alex, chắn gió mặt đồng hồ của SH, Oppo dành cho Vision và đây gác kim dao dành cho cái dòng xe Honda, ốc chụp đầu phanh bảo vệ chắn bùn trước của xe, giữ dây côn. Đây dòng phụ kiện của Honda Việt Nam, cái này gắn lên xe để vừa đẹp mà vừa nổi bật nữa ha. Dạ. Ngoài ra mình còn cái nào đúng không anh? Ngoài ra thì vẫn còn những trang trí phụ tùng của đây, các bạn có thể vô đây xem. Đây những phụ kiện của Honda phụ tùng lọc gió ha, ở đây nhông sinh gì á. Đây là bô xe dành cho dòng xe Basic và Alex. Cái loại bô này mình gắn đem đi đường có sao không anh? Không, đây là dòng bô xe chính hãng. Chính hãng ha. Cái này rất nhiều bạn mà nếu biết là khoái lắm nè. Ngoài ra có nhiều mẫu nón bảo hiểm quá ha.
cái mặt nạ phía trên là của dòng xe gì? SH anh? Đây là dòng xe quay. Quay hả? Đây có các loại nón bảo hiểm nha. Và những loại dầu nhớt của anh ta. Hôm qua thì mình đã giới thiệu các dòng xe mà Honda Việt Nam có tại hết mình. Các bạn có thể tham khảo hay là tham khảo giá xe hoặc là chương trình khuyến mãi của Honda. Các bạn có thể gọi điện qua số điện thoại 02973663939 tại cửa hàng Kim Việt Nam Gò Vấp, hoặc có thể là đường dây nóng 1800 1102. Các bạn có thể tham khảo những dòng xe mới nhất của Honda Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay, và hẹn một ngày khác để review cho mọi người dòng xe mới nhất của Honda Việt Nam.